Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Siro, mình Siro của Tài Chính Bi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại 568 Play. Cũng khá là lâu rồi mới quay lại 568 Play. Thì hôm nay mình sẽ trân trọng thông báo cho anh em biết là mình sẽ chơi một cái series mới. Và series này thì mình sẽ tiếp tục quay dài tập nha. Đây kiểu series chơi một con gạc mới nha anh em. Gạc này tên là Elim Lim gì đây nè. Nói chung mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nói chung là bắt đầu thời điểm hôm nay, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với series chơi con gạc Elim. Nói chung là con gạc Elim này thì viết tên của nó có vẻ cũng không khó, cho nên là mình sẽ nghĩ ra một cái tiêu đề nào đó nó hấp dẫn. Và như kiểu là phần 1, phần 2 hay là ngày 1, ngày 2, phần 1, phần 2 đi. Mình nghĩ là quay quắt các phần sẽ ok hơn. Rồi ok. Chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like chưa subscribe thì nhấn like subscribe. Con ạc này thì chơi bên server là 21 Jimmy nha. Nói chung ạc này hồi xưa chơi bên Jimmy, bây giờ do cái vấn đề chuyển sang 568 cho nên là chơi bên 568 luôn. Server 21 Avida nha anh em. Server này thì nói chung là trong cái đợt gập thì chắc là cũng sẽ gập chung với server 11 Kureha của mình hồi xưa. Đó là con ạc Kisame của mình. Thì đây là server 21, cách nhau chỉ có khoảng 10 server thôi. Cho nên mình nghĩ chắc là sẽ có. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi. Cũng có thể là không nha anh em, có vẻ như là không rồi. Ồ, cách nhau 10 server có vẻ hơi khó. Tại vì mình nhớ không nhầm bên là Kisame của mình vào xếp hạng thì sẽ không thấy cái bảng top này đâu. Cho nên chắc không phải rồi. Ok. Thậm chí là nói chung là xem công hội là biết à, không có ai công hội ba quy trong đây cả. Cho nên thành ra là chắc là server này vẫn chưa được gặp tới rồi. Rồi ok. Nếu vậy thì bỏ qua đi. Rồi, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và sẽ là phần đầu tiên của cái series chơi con ngạc Elim này. Ui giời, E-L-L-I-M thì đọc là Elim đi. Nói chung là phần đầu tiên của series chơi con ngạc Elim nha anh em. Thì clip ngày hôm nay là clip đầu tiên, cũng là màn chào đón của mình. Màn chào đón của con ngạc này cho anh em. Cho nên mình clip đầu tiên này mình sẽ tổng quan ngạc, giới thiệu cho anh em về con ngạc coi có những gì. Kho, rồi túi, rồi nguyên liệu, mã vàng, các kiểu, nói chung là còn bao nhiêu. Rồi, đầu tiên là về cấp độ, thì cấp 193. Tên nhân vật là có bông hoa, sau đó là Elim. Lực chiến là 9 triệu 3 nha anh em. Wow, 9 triệu 3 là nói chung là cũng gần 10 triệu rồi anh em. Cố gắng cày thêm khoảng 700k nữa thôi là lên được 10 triệu, quá ngon. Vàng thì còn 7.000 nè. VIP là VIP 7, số tiền tổng cộng đã nạp vào là 2.529.000. Đó. Thì nếu giờ muốn lên VIP 8 nữa thì chúng ta nạp thêm khoảng tầm 2.500.000 nữa là lên. Đấy, ok chưa? Tiếp theo về xếp hạng nha. Xếp hạng thì hiện tại đang xếp top 37 về đẳng cấp. Xếp đấu trường thì là top 42, vãi lìn xa thế. Hơi xa nha. Hơi xa đấy anh em, nhưng mà thôi kệ, có đỡ không, top bao nhiêu cũng được thôi, phải chơi thôi anh em ơi. Danh vọng thì top 16, treo thưởng top 32 và phó bảng là top 26. Nói chung là nằm trong phạm vi đấu, nếu tính về đấu trường là trong phạm vi top 40. Và hiện tại thì mình hình như là, để mình coi coi. Mình nằm top 42 thì đây, mình đây. Ui, vậy là công hội bên đây, công hội hot nhất, ghê gớm nhất thì có vẻ là công hội Agi nha anh em. Công hội Agi. Và ạc này thì cũng đang trong công hội Agi luôn. Quá là đã luôn anh em, tuyệt vời. Thế là coi như là mình có một cái công hội gọi là kiểu top 1 server, cho nên là không có sợ kiểu bị ăn hiếp rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ để được công hội bảo vệ. Rồi có công hội Wano này nè. Để mình xem về công hội coi. Đúng là xếp hạng trận là xếp hạng 1 nha. Ui, tuy nhiên xếp hạng thế giới chỉ là xếp hạng 2 thôi anh em ơi. Để mình xem coi xếp hạng 1 là tao công hội nào. Cái này là xếp hạng 2. Ui, xếp hạng 1 là công hội ASL nha anh em. Công hội ASL viết tắt của Aisabo với Luffy. Tuy nhiên thì sao vô xếp hạng thì lại không thấy công hội này ta. Bạn một đầu tiên là công hội mình không nè. Ồ, ok thôi kệ đi. Cũng không quan tâm lắm. Tiếp theo là mình sau về tinh bàn thì con ạc này đang chơi tinh bàn. Ui, tinh bàn xong luôn à. Dữ nha anh em. Trời ơi, đa số là nói chung là vô thì đều là tinh bàn thiên kiếm giả thôi, nhưng mà con ạc này chơi tinh bàn diệt và qua luôn rồi, tinh bàn xong luôn rồi anh em ơi. Tinh bàn xong thì tam công là 2S trừ. Và tam hồng là S trừ. Quá đã luôn. Rồi mình sẽ mua tinh linh thạch nha. Đấy, mua đi. Tiếp theo là về tinh linh. Ôi mẹ ơi, tinh linh hơi cùi nha. Rồi, nhưng mà có đỡ không? Ba con Verona và hai con Berry Berry. Cái này thì nói chung là cố gắng cày thêm Lucifer. Nếu mà có thêm Tiamat mang vô thì ngon. Về cấp độ thì một con 58, con 62, con 50, con 33 và con 47. Nói chung level cũng khá là cao.
phần thưởng kiếm được đây anh em, túi đầy rồi, lát nữa tính sao. Tiếp theo là về bet, hiện tại đang chơi con bet chính là con Miêu Tinh Nhân Hải Tặc. Đây là con bet này thì lấy được trong hoạt động thương thành. Còn về bet phụ thì đang chơi con gì đây, đó là Mr. 13. Về dàn bet thì hơi thấp nha anh em, bet thì hơi thấp. Nói chung thì cố gắng kiếm con Cerberus mang là ngon nè. Ở trong đây thì kiếm con bò tên lửa cũng được là ok rồi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với để coi coi cờ hải tặc hả. Cờ thì nói chung là cũng không gì để nói đâu, cho nên là cờ mình cũng không quan tâm lắm. Rồi bỏ qua vấn đề cờ. Tiếp theo mình sâu về túi đồ ha. Có khoảng 200 bóng bay nè, 200 bóng bay sắc màu là khá là ngon. Ủa cái này là gì đây? À cái này là lấy được từ nhiệm vụ hàng ngày thôi, không có gì cả. Bên dân 2 thì chúng ta có một số cái vật phẩm đi vượt ải đỉnh phong, với lại đại chiến 12 đỉnh nhưng mà chưa sử dụng này. Ok, nói chung hôm nay mình tổng quan hết những thứ mà con này đã có, tại vì đây là ngày đầu tiên và cũng là phần đầu tiên mình làm. Và chúng ta sẽ tiếp nối nhiều phần sau nữa nha. Rồi ok, rất là nhiều thứ chưa mở luôn nè. Ui, cái này 9999 luôn, hơi bị nhiều luôn anh em ơi. Giờ mở ra là chắc cũng hơi bị khắm ấy. Bên chân 4 thì chúng ta có khoảng 800 bánh mì này. Bánh mì thì cũng không nhiều lắm. Rồi ok, không có gì cả. Mấy cái này nhiều quá nhờ. Rồi, nói chung là mấy trang sau thì ui, mấy trang sau còn không có gì đặc biệt đâu anh em. Mấy cái đồ này sao lại để nhiều dữ ta. Rồi trang 11, như là mở tới trang 11. Quá trời trang luôn anh em, tới tận trang 11 luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sâu kho nha. Kho thì có cái gì đây, bộ trang sức này hoa văn chắc là có rồi. Ba hộp quốc khánh thì cái này là có thể là để dành để tích để sử dụng tích 7 hộp, kiểu 7 hộp ấy. Ok, trong đây có một ca bánh mì nữa nè, ngon. Ui, lệnh triệu tập Sabo à. Không biết là đủ huynh đệ đồng tâm chưa hen, để lát mình xem coi. Rác quỷ thì rất nhiều này. Rồi một số cái haki cao cấp cũng khá là ít thôi, 7 viên, 5 viên và 3 viên. Bên đây có một cái lệnh triệu tập Sabo, thì nói chung là đây là nguyên liệu để thu thập Sabo là được coi như là được một nguyên liệu rồi. Bây giờ có thêm cái huynh đệ đồng tâm nữa là ok. Nhưng mà mình cũng chưa biết là Ặc đã có Sabo sẵn trong đồng đội chưa nữa. Mảnh trái lông hồn, rồi nói chung là rau trắng quá trời luôn này. Rồi bên trang 3 thì hiện tại chúng ta có một cái chai cá mập xanh lớn và lá trắng. Ok. Ui, 68 mảnh rồi này. Như vậy là chúng ta thiếu khoảng 32 mảnh rồi thôi là đủ. Nếu như mà chưa có Sabo, còn nếu mà có Sabo rồi thôi không cần phải lấy gì nữa. Rồi, nói chung là kho đồ thì cũng chỉ đơn giản rồi thôi, cũng không có gì gọi là đặc sắc lắm. Vì chúng ta sẽ tiếp tục sâu về đồng đội nha. Sau đồng đội luôn cho anh em xem. Để xem có Sabo chưa. Có vẻ là chưa có Sabo anh em ơi. Nhưng mà có Akainusura này, ngon nè. Nhân vật chính thì thiên phú cao nhất thì là ít trừ của dòng vật phòng. Những dòng khác thì hoàng kim 4S cộng thôi. Rồi, đó là nhân vật chính. Ui, có cả ôn dịch này anh em ơi. Lá trắng cái với ôn dịch nha, khá là ngon. Hoa tinh, hổ đen và tri thức cộng 8 luôn. Rồi tiếp tục thì báu vật thì đang mang cũng khá là hỗn loạn thôi, cũng không phải là full gì. Đồng đội tiếp theo là ai đây? Ui, chơi Boasura à. Boasura thì hiện tại là đang thiên phú cao nhất là 3S cộng ở bên dòng vật phòng. Ok, Boa này thì được rèn bên chỗ vàng phòng thủ nha. Nói chung là vật phòng thì chiêu phòng và ma phòng như đây sinh mệnh rèn khá là trâu. Máu cũng phải 3.2 triệu, cũng rất là ghê luôn. Lo Revenger chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà thiếu trác quỷ là sao ta? Tại sao lại có thiếu trác quỷ ở đây? Mặt công 4S không giấu nha. Tiếp tục thì chúng ta đến với đồ Flamingo luôn. Như vậy là hình như là không có Sabo rồi. Như là không có Sabo rồi anh em ơi. Thằng Mingo này thì có cái trái gì nè? Ảo ảnh cái với hổ đen. Tiệt chiêu là 4S cộng. Đừng lên ít trừ. Ok, cố gắng cài ít trừ nữa là ngon. Đặt này thì có vẻ như lực chiến cao ghê luôn anh em, nhưng mà thiên phú thấp. Có vẻ là không có nhiều bộ trang sức bét ấy, cho nên là nó không tăng thiên phú nhiều. Rồi đây là Akainusura. Ui, nhưng mà không chơi à, tiếc vậy. Nếu mà lên được S2 là ngon nha anh em. Nhưng mà S2 hơi chua, tại vì rất là nhiều hai cục haki cao cấp luôn, rất là khó. Có thằng Akainusura này anh em. Nhân vật chính là 1 nè, 2 nè, 3 nè, này là 4 nè. Ồ, Shirashi không chơi, vậy là chúng ta ở bên trang 2 vẫn còn một đồng đội nữa. Thì mình đang rất là mong muốn đó là Sabo đây anh em, nhưng mà không biết có phải không đây. Oh my god, à vậy là cuối cùng là Buget. Ui, thằng Buget này nhìn ghê vậy. Đây là trái cường quá cũng 5 nha anh em. Trái này thuộc hiệu quả miễn dịch à, phải liền vậy.
nghe cường quá, cứ tưởng là cái trái gì ghê gớm. Trái này thì cường quá vạn vật, hơn nữa còn tự động quá, cơ thể đạt trạng thái hoàn hảo vào trận lượt đầu 100%, miễn dịch choáng và hỗn loạn. Lượt thứ hai có 50% tỷ lệ miễn choáng và hỗn loạn, sát thương đánh thường và đánh nộ nhận giảm. Ui ghê nhờ. Đây là trái lá trắng ôn dịch nữa. Wow, có cả ôn dịch luôn. Cái vũ khí rèn 160, mát sâu vàng, mát sâu đỏ, mát sâu tím. Quá giận luôn. Mà công ít không giấu. Quá mạnh. Thằng bú ghét lại đấm là hơi bị đau nha anh em. Nhưng mà thời trang thì là mũ mạo hiểm thôi. Nếu mà có vest quý tộc hay lão trần vệ vương là lấm lúa luôn. Kinh nhờ. Bộ báu vật là full của Jim Bell, tăng vào công thiên phú. Hợp lý cho thằng Bugatti luôn. Wow. Tem này mình thấy có Bugatti lực nhất đó anh em ơi. Không ai mạnh bằng Bugatti đâu. Mình gâu này yếu à. Bugatti cộng thì cũng yếu à. Tuyệt chiêu là 286k. Thằng này anh em thấy vật công 680 mấy k luôn. Gần 700k đam. Kinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem một số chỗ khác nữa nha. Ok. Đầu tiên là khắc ấn thì còn khoảng 150k này. Mã vàng thì còn khoảng 356k. Đấy, nói chung là cũng đủ để mạ một ít. Về nguyên liệu rèn đồ đi, chúng ta xem nguyên liệu rèn đồ cá thì chúng ta sẽ bắt vô nha. Có vẻ như là lần nào cũng bắt full cá cho nên là mình cũng sẽ mở full luôn. Đó. Tốn khoảng 15 vàng thôi anh em ơi, lần đầu tốn 5 lần đầu. Ui, level 30 Alabu ra. Và hiện tại hình như là level mát rồi. Ồ, đạt level cao nhất luôn rồi. Chắc là thu thập sẽ được hơi bị nhiều nguyên liệu luôn. Rồi chúng ta xem thử coi nguyên liệu Alabu tổng cộng chúng ta đã có được những gì rồi nha. Để coi coi, đầu tiên là về quặng vàng thì chúng ta có 1.002 quặng vàng. Như đây thì chắc là sẽ đủ rèn được một cái nhẫn. Một cái nhẫn ngon. Rồi, quặng bạc thì tới 3.700 cho nên có thể rèn được mấy mấy cái luôn nè. Quặng sắt thì cũng 2.400, quặng đồng 600. Ui, san hô đồ 6.000, 6.000, 6.000 hết. Còn những cái chỗ quặng thấp này đổi lên thì này được 1.300 là thêm được 130. Cái này 9.700 là thêm được 900, gần 1k quặng bạc nữa. Cái này thì quặng sắt thì không có. Quặng đồng 4.000 là được 400 nè. Cái này 20.000 là đổi được 2.000. 2.000 san hô. 20.000, 20.000. Trời, mấy này 20.000 không à. Nói chung nguyên liệu rèn đồ là phê lòi luôn á. Và những cái cờ thì cũng có rất là nhiều nè, mảnh cờ nè. Với lại bên đây có túi cờ trung cấp, sơ cấp cũng rất là nhiều. Cho nên là mở ra cũng được khá khá nữa. Phê lòi. Ngon nha anh em. Tiếp theo chúng ta xem về nguyên liệu và một số cái điểm ở trong cái hoạt động coi. Ví dụ như là trong hoạt động World No World thì chúng ta có 25.000 điểm này. Wow, cũng nhiều đó chứ. Rồi, cái này thì cây ác ma thôi. Cây ác ma thì điểm chiêu mộ nói chung là mình đã có được lệnh chiêu tập rồi cho nên không cần quan tâm tới cái này nữa. Giờ chủ yếu là đi cày hoạt động hải tặc chiến đấu để chúng ta lấy cái mạnh quân để đồng tâm là ngon. Rồi. Tiếp theo đó là về hoạt động chiến trường coi, coi chiến trường coi. Chiến trường mặc dù là giờ nói chung là cũng không còn gì để đổi giá trị trong đây nhưng mà điểm thì cũng còn khoảng 64.000 cũng được. Tiếp tục đó là hoạt động Colossum 1.400, trong đây thì không còn. Ok. Ồ, đây chắc là dùng để đổi mấy cái này rồi. Tiếp tục là về tranh bá trên biển thì còn 6.000, 6.000 thì cũng không đổi được gì cả. Nói chung là cũng là cày được một mớ điểm để đổi Sengoku, sau đó đổi khỉ vàng rồi đổi Akainu nữa anh em, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều điểm mới đổi được ba ông này đó anh em. Tổng cộng thì 15.000 với 12 là 27.000, 27 với 8 là 35.000. 35.000 điểm cũng cả cày một cả một quá trình luôn. Wow. Bởi vậy mình cũng tốt nhất cũng không nên gọi là kiểu phụ lòng của chủ hoạt trước. Cho nên là mình phải cố gắng cày cuốc một cách thật là bình thường và một cách nhiệt tình hết mức có thể nha. Ok. Nói chung là nguyên liệu đồ các kiểu là rất là ok rồi. Ui, mấy cái này đâu ra nhiều thế? Phần thưởng tinh linh mỏ hả? Chim mỏ đúng không anh em? Chim mỏ cũng được mấy cái này nữa ngon nhờ. Cái này cũng tinh linh mỏ luôn nè. Báu vật bị chiếm. Thuyền trưởng Long Vương đã cướp thành công kho báu của bạn. Bạn bị chiếm kho báu. Ồ, như là được thêm được cái này thôi. Bị chiếm mà cũng được phần quà nữa. Nhưng mà nếu không bị chiếm thì phần quà ngon hơn nữa. Cái này là boss đi đánh boss nè anh em. Được mạnh như Himaru này. Này tinh linh mỏ. Ui ặc này nói chung là đa số đều kiểu tinh linh mỏ nhiều quá nha. Ngon. Rồi ok. Còn gì để nói không ta? Hình như là không đúng không? Để mình thêm điểm trong đây coi. Còn một cái để sau nữa đó là điểm. Điểm ở trong đại chiến 12 định này.
Trong đây thì có đang hiện tại đang còn 151k, với lại mới trong kia chưa đổi nữa, chưa mở, chưa sử dụng ra nữa. Đỉnh phong thì chúng ta có 2 triệu điểm. Ui, như vậy cũng rất là nhiều thứ luôn á. Trong đây thì nếu mà chúng mình nếu đổi thì chúng ta ưu tiên đổi trang sức bét cưỡi. Rồi, tiếp theo mình xem về trang sức bét cưỡi sao sao coi người có nhiều chưa. Bét cưỡi thì có 6 trang và có cộng người mấy chopper cho nên cũng rất là ngon này. Ồ, trang sức bét cưỡi thì nói chung mấy bộ này chắc chắn là phải full rồi nè. Bộ này là bộ thánh bôi full luôn rồi này. Mấy bộ này full luôn, quá đã. Quá ngon anh em ơi. Bộ ngự thần mộc chưa full này, đây là một cái bộ mà tăng về thiên thiên phú khá là ngon. Và bộ này thì như kiểu là tăng một bậc luôn ấy, cho nên rất là ngon nha. Bộ thần ngự thần mộc này thì kiếm ở đâu mình quên rồi ta. Hình như là cách kiếm của nó hình như là rất là dễ luôn thì phải. Ngự thần mộc hả? Hình như trong đây cũng có. Ồ, này chỉ còn 17.000 điểm thôi, khá là ít. Ngự thần mộc đúng không? Này là san hô rồi, không phải rồi. Ngự thần mộc hả? Chiến trường thì chắc cũng không có đâu, trong trường chỉ có bộ hoa tinh văn gì đó thôi, đào bảng thôi. Ngự thần mộc chắc là quay cái gì đó, mình nhớ là bộ đó cũng dễ kiếm mà. Ok, chúng ta xem tiếp đi ha. Bộ long thạch này thì không liên quan, tăng về sức mạnh cũng không cần lắm. Bộ kỳ bảo vẫn giảm, mấy bộ này thì thôi khỏi đi. Rồi bộ sinh tử này cũng chưa full này. Bộ sinh tử này là một bộ cũng khá là ngon. Bộ huyền hoàng đang còn 3 món, cho nên là ráng lấy cái vật công thiên phú nữa, là vật công của thằng Buget lại tăng nữa này. Bộ sinh tử này thì chúng ta có thể lấy được thông qua những cái hộp quà, nhưng mà mấy cái hộp đó thì cũng giá trị cao lắm, cho nên thực sự là cũng không dễ đâu. Rồi bộ này cũng tăng về tuyệt chiêu, bộ này như kiểu là tăng 2 bậc luôn á, rất là ngon nha, tăng luôn cả ma công này. Đây là một cái bộ cực kỳ là lợi hại luôn. Ồ, Yonko Kaido. Ui, đa số là bạn chịu ạc như kiểu là muốn lấy mấy bộ vật công á anh em. Đúng rồi, lấy mấy bộ vật công để đầu tư cho Buget. Oh my god. Rồi, mấy bộ ngoài đây là lẻ tẻ cũng được một món rồi nè, ghê thiệt. Rồi, hết rồi. Wow, nói chung là ạc đúng dữ luôn. Và like các kiểu lắc mình nhận sau đi ha. Rồi, ok. Rồi nhìn chung thì con ngạc này thì rất là tuyệt vời, nói chung chắc chắn là nó vượt xa sức mạnh của hai ngạc kia của mình rồi. Ngạc Big Black Kisame với ngạc Kisame của mình thì nói chung không có tuổi để so sánh với ngạc này, cho nên đây thực sự là một cơ hội để mình có thể có một con ngạc để chơi, và kèm theo đó thì kiểu cày cuốc luôn. À, phó bản người ta đang đi tới Brick Mart nè anh em. Đây là con boss rất là khó nhằn luôn, và hiện tại chắc chắn là đang thua sắp mặt đây, cho nên là chúng ta lại có mục tiêu để chinh phục rồi anh em ơi, lại có mục tiêu để chinh phục rồi, tuyệt vời. Nhưng mà có vẻ đang thua. Oh my god. Kinh quá nha. Ui, Son Goku anh em ơi, bỏ tay. Thanh niên gồng lên Son Goku thì ai mà đánh lại. Nói chung là trâu lắm, nhưng này máu rất là nhiều. Đó được rồi, anh em muốn biết trận chiến anh em biết muốn biết nếu mà đích mình của mình đánh đấm như thế nào thì hẹn lại anh em clip sau nha. Chúng ta sẽ xem thử coi đánh như thế nào. Ok, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like video, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình. Đây đây là phần 1 và hẹn gặp lại anh em phần 2. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với con ngạc này một thời gian dài ơi là dài. Cho nên anh em hãy nhớ like mạnh và ủng hộ mạnh cho con ngạc này của mình nha. Hoặc Elim nha anh em. Bye bye anh em.